Ngày 9 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Alibaba, không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi nghe hội đồng xét xử phân tích, bị cáo Luyện thừa nhận hành vi phạm tội và mong giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và đồng phạm trong vụ án. Cũng trong phiên xử, chủ tọa thông báo, trước ngày diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, một người bạn làm ăn chung với bị cáo Luyện đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho những người bị hại. Đồng thời, người này cũng nộp thay cho bị cáo Mai 12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong tội rửa tiền. Bị cáo Luyện cũng đã có văn bản đồng ý với các nội dung trên. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 33 bị can trong vụ than lậu tại tỉnh Thái Nguyên. Trong số này, anh em sinh đôi là bị can Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh, 33 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh, bị cáo buộc hai tội danh, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán trái phép hóa đơn. Trước khi bị bắt, bị can Thanh được biết đến là đại gia sở hữu hàng ngàn cây lan đột biến. Theo cáo trạng, khi công ty cổ phần Yên Phước do bị can Châu Thị Mỹ Linh làm tổng giám đốc, được tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương do anh em Thanh Giang điều hành đã tham gia khai thác trái phép than kèm khoáng sản, công suất khai thác cao gấp 47 lần trữ lượng được cấp phép. Theo hồ sơ, từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021, công ty Đông Bắc Hải Dương đã khai thác hơn 1 triệu tấn than, trên 419 mét khối khoáng sản đi kèm, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng. Để hợp thức hồ sơ về nguồn gốc than khai thác lậu, với số than mua nhập lậu, anh em bị can Bùi Hữu Thanh cùng 3 cổ đông công ty Đông Bắc Hải Dương, Hà Anh Tuấn, Ngô Đăng Hải, Phạm Văn Thu, thống nhất thành lập, thuê người đứng tên đại diện pháp luật của 6 công ty. Sau đó, các bị can sử dụng 6 pháp nhân để ký hợp đồng mua hóa đơn đầu vào, hợp thức nguồn gốc than rồi bán than cho khách hàng. Trên hồ sơ, sổ sách tại công ty Đông Bắc Hải Dương thể hiện doanh nghiệp này chi tiền thuế, tiền mua hóa đơn cho 28 công ty khác ở nhiều địa phương. Anh em bị can Bùi Hữu Thanh và đồng phạm thừa nhận đã mua 475 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị gồm cả thuế VAT là trên 1.500 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 1 năm tù đối với Trương Văn Khanh, 37 tuổi, ngụ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo cáo trạng, tối ngày 20 tháng 7 năm 2022, Công an thành phố Mỹ Tho phát hiện ghe vỏ sắt không biển kiểm soát do Khanh và Nguyễn Văn Dũng, 41 tuổi, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền, đoạn qua xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho. Quá trình điều tra, Khanh và Dũng khai do ông Nguyễn Thanh Thuận, 45 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, thuê lái tàu sắt không biển kiểm soát với giá 7 triệu đồng một tháng để đi mua cát về bán lại cho khách hàng. Mỗi chuyến ông Thuận trả công cho Khanh và Dũng 300.000 đồng một người. Sau khi nhận số tiền 3 triệu đồng và ghe vỏ sắt từ ông Thuận để đi mua cát, Khanh và Dũng lấy tiền tiêu xài cá nhân, không còn tiền đi mua cát. Vì vậy, hai người này bàn bạc nhau đi hút cát trái phép thì bị cơ quan công an bắt giữ. Ngày 9 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhóm đối tượng lừa 150 người xuất khẩu lao động. Theo đó, bị cáo Vũ Đức Minh, 44 tuổi, trú Hà Nội, nhận 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đinh Hồng Quang, 41 tuổi, trú Hà Nội, 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Để lừa đảo người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Quang và Minh làm thẻ căn cước công dân giả, mở tài khoản ngân hàng và đăng tin nhận đưa người đi Hàn Quốc lao động. Khi người lao động qua đến nơi mới nhận tiền thù lao từ 8.000 đến 11.000 đô la Mỹ. Khi người có nhu cầu liên lạc, Quang và Minh hẹn đến Hà Nội khám sức khỏe, test COVID-19 và thu phí 5 triệu đồng một người. Sau đó, tại khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 lần cuối, rồi lên tàu 5 sao tại cảng Đà Nẵng để sang Hàn Quốc. Để thu thêm mỗi người 300 đô la Mỹ, Quang và Minh lấy lý do làm thẻ lên tàu và chi phí sinh hoạt trên tàu
và hẹn tối ngày 15 tháng 5 năm 2021 sẽ lên tàu xuất phát. Sau khi thu tiền bị hại, Quang và Minh tắt điện thoại, cắt liên lạc rồi bỏ trốn vào thành phố Cần Thơ. Lúc bỏ trốn, Minh Quang vứt thẻ căn cước công dân giả và tất cả tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội xuống sông. Kết quả điều tra, Quang và Minh chiếm đoạt của 150 người với tổng số tiền 884,3 triệu đồng và 39.700 đô la Mỹ, tổng hơn 1,8 tỷ đồng. Chiều ngày 9 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì cuộc họp báo thông tin về việc giải phóng mặt bằng liên quan đến hai căn nhà nằm giữa đường Hùng Vương, khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu gần 20 năm qua. Đường Võ Văn Kiệt hay còn gọi là đường Hùng Vương thuộc dự án đầu tư xây dựng trung tâm khu hành chính tỉnh. Tuy nhiên gần 20 năm qua, tuyến đường này không được thông suốt do chưa có sự đồng thuận giao mặt bằng của hai hộ dân là ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường. Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu cho biết, sáng nay Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường 1 tổ chức họp dân trên tuyến đường Võ Văn Kiệt để trao đổi và nghe quan điểm, ý kiến, đề xuất kiến nghị của người dân trên tuyến đường liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Buổi họp dân có sự tham gia của hơn 60 hộ dân. Hầu hết người dân đều thể hiện sự bức xúc khi tuyến đường nhiều năm qua không được thông tuyến. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đồng tình hưởng ứng với chủ trương của tỉnh về việc kiên quyết vận động hai hộ dân còn lại giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời tập trung giải quyết theo hướng có lợi nhất cho dân, nhưng phải theo quy định của pháp luật. Ngày 9 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án Huỳnh Minh Đương, 39 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Đương hành nghề môi giới bất động sản, cò đất tự do trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, chủ yếu là khu dân cư Tân Phú và Phú An. Từ năm 2021, trong quá trình làm cò đất, Đương đã nhận tiền đặt cọc mua đất nền của nhiều người, rồi sau đó chiếm đoạt tài sản. Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đúng 10 giờ ngày 9 tháng 5 theo giờ Moscow, tức 14 giờ Việt Nam, cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại bắt đầu trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Nga. Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Putin khẳng định sẽ đảm bảo an ninh của đất nước, đồng thời mong muốn thấy một tương lai hòa bình và ổn định. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng thế giới đang ở một bước ngoặt quan trọng và Nga đang tham gia vào một cuộc đấu tranh yêu nước vì tương lai của đất nước. Trong bài phát biểu dài 10 phút trên quảng trường đỏ, ông Putin nhắc lại những thông điệp mà ông đã nhiều lần đưa ra trong gần 15 tháng qua, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của khoảng 10.000 sĩ quan và binh sĩ cùng 125 phương tiện kỹ thuật. Ngày 9 tháng 5, trên toàn Liên bang Nga kỷ niệm ngày lễ quan trọng nhất, ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Đây là ngày chiến thắng huyền thoại của Hồng quân Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít và là ngày tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến đẫm máu này.